đồ đầy ắp hàng hiệu ngăn nắp như cửa hàng của Huyền Baby, thích sưu tập các mẫu đồ hiệu của sao? Chiếc áo mà trên gì mà phiên bản màu khác cái chiếc áo của Lisa ở trong em mới. Được Jisoo mặc rất là nhiều sao Hollywood mặc. Đặng Ngọc Huyền còn được gọi là Huyền Baby, sinh năm 1989, được đông đảo công chúng biết đến là một hot girl đời đầu xứ Hà Thành, dù không có nhiều hoạt động nổi bật trong showbiz và đã nổi tiếng được nhiều năm. Năm 2008, cô bắt đầu được chú ý tới khi tham gia cuộc thi Miss Teen với gương mặt bún ra sữa đáng yêu và lọt vào top 12. Ở thời điểm đó, cô chính là một trong những hot girl Hà Thành đời đầu đình đám, được cư dân mạng chú ý đến, cùng với những tên tuổi khác như Hoàng Thùy Linh, Tâm Tiết, Mi Vân. Thế nhưng có lẽ chẳng còn mấy ai vẫn giữ được độ hot cho tới tận ngày hôm nay như mỹ nhân này. Song hot girl xứ Hà Thành vẫn giữ được sức hot của riêng mình khi mỗi nhất cử nhất động của cô nàng đều thu hút sự chú ý từ công chúng. Được biết, người đẹp đăng tải video chia sẻ hình ảnh căn phòng thay đồ đầy ắp hàng hiệu khiến dân tình không khỏi xuýt xoa. Theo đó, trên trang TikTok cá nhân, cô nàng chia sẻ một đoạn video ngắn bật mí hình ảnh về căn phòng thay đồ của mình. Dù chưa chia sẻ mọi ngóc ngách trong không gian này, nhưng cư dân mạng đã có thể thấy được sự sang chảnh của hot girl xứ Hà Thành bởi phòng thay đồ của cô nàng chứa đầy hàng hiệu. Hệ thống tủ kính chạm trần xung quanh phòng là nơi người đẹp treo những bộ quần áo đắt tiền. Phần ốc đảo ở giữa là nơi cô nàng trưng bày đồng hồ, mắt kính và trang sức đều đến từ các thương hiệu lớn. Đặc biệt, Huyền Baby còn có sở thích đặc biệt là sưu tập những món đồ hiệu mà các ngôi sao lớn Hollywood khai bớt từng mặt. Trong video, nào hot girl xứ Hà Thành đã không ngần ngại chia sẻ sơ qua về một vài bộ cánh mà Jennifer Lopez, Jennie, Jisoo, Lisa và nhiều ngôi sao đình đám khác từng mặc. Được biết, căn phòng thay đồ sắc mùi tiền của cô nằm trong căn biệt thự vô cùng đắt đỏ mà cô nàng cùng gia đình đã dọn vào khoảng 2 năm trước. Cơ ngơi của nàng hot girl xứ Hà Thành cùng ông xã đại gia tọa lạc tại một khu nhà giàu nước tiếng. Cô nàng từng tiết lộ với báo giới rằng tổng chi phí xây dựng và trang trí nội thất căn nhà lên đến 100 tỷ đồng, một con số ghê choáng. Phòng thay đồ chính là nơi Huyền Baby thích nhất trong căn nhà vì mọi ý tưởng thiết kế, bày trí đều do một tay cô nàng thực hiện. Đây cũng là căn phòng mà hot girl 8X ấp ủ trang trí trong gần 2 năm. Năm 2018, bà xã Quang Huy gây sốt truyền thông khi tiết lộ mình và các con sống trong một căn biệt thự cao cấp trị giá tới 5 triệu đô, tương đương 114 tỷ đồng, tọa lạc ngay trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh sầm uất, cơ ngơi đẳng cấp đầy đủ tiện nghi, riêng phòng ngủ chất đầy hàng hiệu, to như showroom của bà mẹ trẻ khiến dân tình choáng váng. Chưa dừng lại ở đó, đến dịp Valentine 2020, tên của cô lại náo loạn mạng xã hội khi khoe khéo món quà chồng đại gia tặng mình là một dinh thự khác có diện tích 1.000 m² với tổng chi phí xây dựng và nội thất sương sương 100 tỷ đồng. Bên trong không gian sống, hai vợ chồng họ còn đầu tư hẳn phòng gym, sân tập golf, khu vui chơi cho các con và mới chính thức chuyển vào ở từ năm 2021. Chưa dừng lại ở đó, cộng đồng mạng lại thêm một lần nữa choáng váng trước gia tài đáng nể của gia đình chồng Huyền Baby khi cô đăng tải bức hình ngồi trên chiếc siêu xe trị giá lên tới 21 tỷ đồng. Được biết, chiếc xe đầu tiên ra biển trắng và có mặt tại Việt Nam là thuộc quyền sở hữu của gia đình nhà. Huyền Baby sở hữu cuộc sống giàu có sang chảnh như người mơ ước. Tuy nhiên, cô nàng từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng cô chỉ biết dựa dẫm vào ông xã đại gia. Trước những ý kiến ấy, Huyền Baby chỉ giữ im lặng và cô dần chứng minh được sự độc lập của mình khi có thể tự xây dựng mô hình kinh doanh riêng. Được biết, nàng hot girl xứ Hà Thành rất thành công trong lĩnh vực mỹ phẩm và làm đẹp. Chồng cô là Quang Huy, một doanh nhân thành đạt sở hữu trong tay chuỗi khách sạn nổi tiếng tại Sài Gòn. Đây là một trong những tập đoàn lớn sở hữu khoảng 11 khách sạn từ 2 đến 4 sao trải rác ở cả Hà Nội và Sài Gòn. Khách sạn bên nhà chồng của cô đều nằm tại những con phố lớn đắt đỏ của thành phố, mỗi phòng đều dao động từ hơn 600.000 đồng cho tới 1 đến 2 triệu đồng. Sau 2 năm ấp ủ, căn phòng thay đồ trong mơ của Huyền Baby cũng đã hoàn thành và cô nàng cũng không khỏi hào hứng chia sẻ cùng người hâm mộ. Phải nói, không gian ngập tràn hàng hiệu, ngăn nắp gọn gàng chẳng kém một cửa hàng đồ hiệu khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.